Đó là ta lắp ru băng vào máy. Muốn lắp ru băng vào máy thì dừng nắp đứng lên. Rồi lấy cái nắp ra. Rồi lúc này muốn lắp ru băng vào thì trước tiên là có hai cái trục bị nắp hai đầu này. Nó sẽ tương ứng với trục ru băng này, cũng sẽ có hai cái quyết để nghiêng một góc 45 độ. Nghiêng một góc 45 độ. Xoay theo chiều, theo chiều. Xoay vô đèn nhẹ xuống rồi nó khớp anh vô anh rồi, ta lấy tay ta vuốt hai đầu này, ta vuốt ngược ra vô căng gì đây, ta kéo xuống đó, là nó phải gắn vô đầu kim đúng không? Trường hợp dây không căng thì ta xoay, ta kéo lên đưa dây nó căng ra xoay cho rồi bạn căng ra ở đây nè, máy mới thì thường người ta sử dụng 2-3 ly nhiều, người ta để đèn số 2 với số 3. Ở đây á là nếu mà ta để cao quá thì nó sẽ bị xiết đục kim. Xiết đục kim thì nó sẽ gây tình trạng là nhảy ru băng. Khi nào cái đây là mình sẽ chú ý là máy mới thì mức 2 hay mức 3? Dạ tùy theo liên mình sử dụng, thường thường là 2-3. 2-3 liên thì là số 2, số 3, 4 liên thì số 4. Tùy theo cái liên mình đậm, liên mình dày hay mỏng. Dạ. Ở đây á, dạ. Dạ. Ở đây á thì ta sẽ có hai cách thức để in. Cách thức thứ nhất á là in bằng tray A4. Cách thức thứ hai á là in bằng tray liên tục. Cái đặc điểm của máy này á, nó có cái ấy là nó sẽ in được nhiều liên cùng một lúc. Nhiều liên cùng một lúc trên một cái nội dung đó. Thì chuyện là mình sử dụng giấy than. Đây. Ở đây thì ta có hai cây sử dụng, người ta chọn cây thôi. Ví dụ như ta in bằng cây A4, người ta chọn A4. Đây, đây là A4. Còn nếu ta in bằng cây liên tục, như đây, cây liên tục. Cây liên tục. Dạ, người ta gạt về liên tục nha. Đây là liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ in thử bằng hai cách. Hóa đơn trên cây A4. Ta bật về treo 4 này. Treo 4. Rồi. Rồi ta đi về. Đây, món là giải năng cuốn lên mức độ này đúng không? Dạ. Tắm giữ là để đi test thôi. Dạ. Giữ tay dài nha. Đây. Dạ. Yeah. Mình test in test 2 liền. Còn nếu như 3 liền thì nó sẽ cũng giống như vậy. Dạ, giống vậy. Đây là in bằng xây A4. Còn bây giờ ta kéo 1 ra. Muốn lấy T4 ra chỉ nghiêng lên, đứng lên, kéo thẳng lên. Trên cái mặt cần in thì ta ấp xuống. Rồi. Phía sau cây liên tục mình có hai cái khóa nè. Có cái khóa nữa. Giấy liên tục vô lỗ. Trường hợp nó to hơn thì mở cái khóa đẩy nó qua. À. Di chuyển nó được. Có dòng là quy 310 nó khác với cái mấy cái dòng là quy 300 cộng 2 la mã rồi là cái bên tay nếu mà ta đứng từ phía sau tới là bên tay phải. Tay phải là nó sẽ cố định, nó sẽ không di chuyển nhiều được. Ha. Ta muốn di chuyển nó cũng không có đi được. Trái thôi. Dạ. Cố định quên rồi. Muốn sử dụng người ta chuyển cây. Chuyển cây. Giống như là test. Đúng 3 giờ nhìn test. Máy này là chuyên để in giấy liên tục nha. Ai in giấy A4 thì nên mình nghĩ là về cho mai dùng máy này in. Cái này thì chức năng chính là hóa đơn với in phiếu giao hàng. Giao hàng với xuất kho mày nhiều liên. Dạ. 2 liên trở lên tới 4 liên. Dạ. Rồi đây là xong cái phần mà gắn ribbon và gắn giấy và in test.
hỗ trợ là giấy A4 và A5 ha.